Thank mm -hmm. you. Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Livestream hàng tuần với bác sĩ Quỳnh Trần từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tuần này chúng ta sẽ nói về Maggi hoặc là Magnesium tiếng Việt chúng ta hay gọi là Maggi hoặc là Mag. Thì đây là một cái khóa chất mà chắc quý vị có thể là mới nghe lần đầu hoặc là ít có nghe tới tại vì đơn giản chúng ta ít có nói về cái cái khoáng chất này nhưng mà đây là một trong những khoáng chất gần đây được sự chú ý rất là nhiều từ truyền thông là tại vì có rất là nhiều người tại Hoa Kỳ thiếu khoáng chất này và thiếu cái này một phần là tại vì cái lối sống hiện đại của chúng ta ngày hôm nay như vậy trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn về những cái triệu chứng của thấp magie hoặc là thấp magnesium để quý vị hiểu à, và quý vị có thể nói với bác sĩ của mình kiểm tra xem mình có bị thấp hay không quý vị nhé. thì trước khi tôi bắt đầu à, tôi muốn quý vị hiểu rằng là chương trình này là chương trình thiện nguyện có nghĩa là không có tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng như là tôi không có quảng cáo không có bán hàng không có nhắn tin làm quen với quý vị và không có dụ dỗ mua cái này bán cái kia hoặc là kêu gửi tiền có rất là nhiều tài khoản giả trên Facebook và trên YouTube gần đây và chúng tôi báo cáo và làm việc nhưng mà thật sự nó mọc lên như nấm có nghĩa là tài khoản này bị cắt thì nó tạo cái tài khoản khác để lừa đảo à, bán thuốc bán à, máy rồi bán tùm lum hết để dụ quý vị hy vọng là quý vị nghe rồi nhắc nhở cho những những người xung quanh của mình để đừng có bị lừa quý vị nha tại vì có rất là nhiều quý vị đã bị lừa rồi và nhiều người lớn tuổi họ tiết kiệm cái số tiền đó và chẳng may thì họ lại bị lừa tôi muốn nhắc lại một lần nữa là tôi không có bán cái gì hết quý vị nhé ok bây giờ chúng ta nói tí xíu về à, những cái triệu chứng của thấp magnesium hay còn gọi là thấp magi tôi có nói sơ sơ lúc nãy thì magi à, là một trong những cái khoáng chất cực kỳ cực kỳ quan trọng nhưng mà chúng ta phải hiểu nó quan trọng như thế nào tôi nói đơn giản như thế này là khi não chúng ta hoạt động cơ bắp chúng ta hoạt động thì cái chất này là một trong những cái chất xúc tác để giữ truyền những cái tín hiệu điện tử khi mà tôi đang nói chuyện với quý vị thì tôi hy vọng là cái nồng độ magnesium trong người của tôi bình thường thì bằng cách đó tôi mới chuyển cái tín hiệu từ não xuống cơ bắp của tôi cử động tay chân thành ra những cái cơ quan quan trọng là não và cơ cần rất là nhiều magnesium để mà chúng ta hoạt động và magnesium có lại cái ảnh hưởng anh em gần gũi với lại calcium quý vị cũng thấy là trong tuần này chúng ta nói về um, magnesium nhưng mà tuần trước chúng ta nói về canxi hay còn gọi là calcium tuần trước trước nữa chúng ta nói về kẽm là tại vì canxi vitamin D và magnesium đi chung với nhau tụi nó thường hang out đi chơi chung với nhau thích uống trà sữa chung với nhau giống như là những cái người bạn mà thời nói khố như vậy có nghĩa là rất là thích gọi là hang out với nhau chơi với nhau có nghĩa là gì có nghĩa là một trong những cái thằng này nó yếu thì có thể ảnh hưởng tới thằng kia cụ thể là nếu như chúng ta bị thấp magnesium thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái mức độ hấp thu của canxi của sodium và của những cái khoáng chất khác và quý vị cũng nhớ là thường là thấp canxi nó lại thường đi kèm với thấp magnesium và cả thấp magie thành ra nhớ là trong các bạn nói chuyện tuần trước chúng ta thuộc canxi chúng ta nhớ kiểm tra xem là chúng ta có bị tụt magie hay không Ồ, quý vị cũng nhớ là phần lớn phần lớn cơ thể chúng ta trữ hay là dự trữ magie ở trong xương chúng ta có nghĩa là nó rất là nhỏ ở bên ngoài máu và cái tỷ lệ cái nồng độ cực kỳ nhỏ như vậy nhưng mà lại có một cái có thể là tác dụng cực kỳ quan trọng và cái con số mà quý vị nhớ bình thường là cái nồng độ của nó là rất là đơn giản là 1.4 cho tới 2.4 quý vị thấy ở đây có nghĩa là cái gen của nó rất là mỏng manh thấp hơn cũng không được mà nhiều hơn thì cũng không được chính là cái, cái, điểm này nó quan trọng có nghĩa là chúng ta không có tự ý chúng ta uống magnesium mà chúng ta hỏi bác sĩ chúng ta có thiếu hay không bây giờ cái triệu chứng của thiếu magnesium là gì có nghĩa là nếu mà chúng ta thiếu thì chúng ta bị cái vấn đề gì đầu tiên là chúng ta bị rung 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 như thế này mà khổ một cái cái triệu chứng rung á nó cũng từ thấp canxi quý vị nhớ không bị co tay cơ chân tôi hay nói đùa là là mấy cái nhạc sĩ hát là À, vì sao mà môi em à, như môi em tím nữa phải <laughs> vì sao chân em lạnh vì sao tay em rung thì tôi nghĩ tới thấp canxi hoặc là thấp magnesium hoặc là thấp đường đây là những cái triệu chứng mà hay gặp chúng ta hay bị co giật cũng có thể là một cái triệu chứng của thấp magnesium chúng ta mệt mỏi cũng có thể thấp à, chúng ta bị mất trí nhớ chúng ta bị gọi là delirium là mất nhận thức tất cả những cái này thì có thể liên quan tới magnesium cái tim đập bất thường cũng có thể liên quan tới magnesium và bây giờ cái này tôi mới thấy là nó nguy hiểm là tại vì sao thống kê cho thấy rằng là khoảng chừng 2% dân số tại Hoa Kỳ bị thấp magnesium có nghĩa là 100 quý vị ở đây có hai người bị quý vị cứ tưởng tượng nhìn xung quanh mình đi 50 người thì có một người bị 10 cho tới 2% bệnh nhân ở trong bệnh viện vô bệnh viện là sẽ bị thấp magnesium. Đây là lý do tại sao mà bác sĩ trong bệnh viện thường phải kiểm tra nồng độ magnesium của bệnh nhân mỗi ngày tại vì có thể bị thấp. Và cách nữa là bệnh nhân mà nhập viện nằm ICU, quý vị biết ICU rồi là cái chuyên khoa mà cực kỳ nguy hiểm là cái chuyên khoa mà nó thật là không ai muốn vào hết thì hơn phân nữa là bị thấp magnesium với những người bị tiểu đường à, những thông tin này tôi có để đây luôn quý vị có thể xem ở đây đây tôi có để đây đi với những người bị tiểu đường thì sao bị tiểu đường á nếu mà không kiểm soát thì cứ bốn người là có một người bị thiếu magie hay là thiếu magnesium và cái điểm này còn quan trọng hơn nữa là phần lớn những người mà uống rượu nha hoặc là nghiện rượu nhất là mấy quý ông bên Việt Nam mà đang uống rượu rất là nhiều mà, thì có 30 cho tới 80 phần trăm có nghĩa là phần lớn hơn phương nửa mấy ông uống rượu là bị thấp magnesium quý vị thấy nó nguy hiểm không thành ra nhắc tới đây những cái ai mà lập tức phải đi kiểm tra cái nồng độ magnesium của mình là những quý vị nào bị tiểu đường lâu năm không kiểm soát những quý ông mà uống rượu thường xuyên và cuối cùng là những quý vị nào mới từ bệnh viện trở về mà nếu mà vẫn còn những cái triệu chứng như là à, bị rung, bị lạnh, bị yếu thì tất cả những cái này là những cái triệu chứng mà quý vị cần phải uống vào để mà à, lấy lại cái mật độ hoặc là cái nồng độ magnesium của mình quý vị thấy không một cái khoáng chất đơn giản như vậy mà có thể thay đổi ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta thành ra khi mà chúng ta hiểu về cái này và quý vị xem lại những cái lần livestream lần trước quý vị sẽ thấy rằng là tôi nói về kẽm về canxi và về magnesium là có lý do hết là tại vì và thêm vitamin D nữa là tại vì những cái chất tưởng chừng như là không có gì hết nhưng mà có thể ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình hấp thụ giữ cho xương chúng ta chắc giúp cho cơ bắp chúng ta khỏe và giúp tạo chúng ta hoạt động một cách bình thường thì đấy là những cái điểm rất rất là cơ bản về magnesium quý vị nha bây giờ nếu mà quý vị bị uống À, bị thiếu thì quý vị chị như thế nào? Thì cái cách chữa đơn giản nhất đúng là Chúng ta uống thuốc vào Nhưng mà những cái quý vị nào mà Thắc mắc quý vị à, Để chắc ăn mà có thiếu không Thì tôi khuyên quý vị nên ăn đồ ăn có magnesium Thì đồ ăn nào quý vị cũng biết là tôi thích ăn uống lắm Thành ra những cái món mà Có thể nói là có nhiều magnesium là gì? Thứ nhất là cá biển Thứ hai là chuối nè Là bơ nè Hạt um, những cái loại hạt tôi có để một vài hình ở đây cho quý vị thấy đây hạt pumpkin à, cái hạt này tôi thấy vui lắm nha đó là hạt à, hạt bí đỏ không biết là quý vị nào có nhớ câu chuyện mà bí đỏ không hồi xưa à, tôi còn nhớ là thỉnh thoảng là hình như má tôi có nói là sao mày ngu quá vậy sao con ngu quá vậy à, thì chắc là phải cho ăn bí đỏ tôi mới nhớ là à nếu mà ngu thì ăn bí đỏ thì bớt ngu như vậy trong bí đỏ phải có cái gì đúng không lúc tôi tôi thắc mắc như vậy thì hạt bí hạt bí đỏ thật sự là có magnesium mà hạt bí đỏ này nếu mà tôi nói rồi ăn đầy đủ là có thể khiến chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng và bằng cách đó giúp não chúng ta hoạt động tốt hơn nói cách khác là chuyện mà ăn bí đỏ mà ăn cái hộp đó nha chứ không phải ăn thịt nha là có cơ sở chứ không phải là nói đùa quý vị tưởng là là như ăn bí đỏ là cho cho bớt bớt ngu á. À, thật sự nhưng mà cái hạt bí đỏ nha chứ cái thật tụi tôi không biết thì đây là hạt và thứ hai là cá sao mình đó đây cá sao mình là một trong những loại cá mà tôi thích nhất là tại vì sao à, cái loại cá này nó vừa ngon làm đủ thứ món hết ăn sushi cũng ngon ăn chiên cũng ngon ăn hấp cũng ngon mà cái món này lại là dễ làm quý vị nào muốn ăn đơn giản nhất chỉ ra Costco mua sao mình làm sẵn luôn về nhà bỏ vô ở cái lò nướng bật nhiệt độ lên và khoảng chừng nửa tiếng sau quý vị sẽ có cái món cá mình hay là cá hồi nướng rồi bỏ thêm mấy cái nấm tươi rồi thêm một vài cái hạt rau thơm rồi tiêu rồi chúng ta sẽ có một cái món cá nướng rất là um, tươi mới và quý vị tôi nói ai cũng tự làm tôi làm còn được không chiếm quý vị thành ra quý vị có thể mua cái món này ok như vậy cá hạt à, chuối À, và có lẽ mới vui là thanh long à, những cái trái hạt rồng này cũng là một điều thú vị ha ăn thanh long thì đây thì uh, gọi sao là uh, spinach à, nói chung là nhiều thứ quý vị có thể coi trên mạng để xem nhưng mà thường thường là tôi khuyên quý vị ăn mỗi thứ chút ăn chuối cũng được à, và sợ ăn chuối còn có thêm potassium nữa thì nó sẽ giúp cho quý vị uh, bớt hơn thì đó là uh, magnesium quý vị nhé nói tóm lại quý vị có thể kiểm tra với bác sĩ của mình uh, xem mình có thiếu hay không và khi mà kiểm tra nhớ là kiểm tra nồng độ canxi kiểm tra gan thận kiểm tra đủ thứ hết quý vị xem lại những cái video của tôi về xét nghiệm máu kiểm tra về potassium là về kali và kiểm tra một cái quan trọng như là điện tâm đồ nếu mà chúng ta có những vấn đề về tim mạch à. hy vọng là quý vị sẽ thấy rằng cái chất nó cơ bản như thế này nhưng mà lại rất rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày quý vị nhé Bây giờ phần còn lại của chương trình tôi sẽ dành thời gian à, để trả lời những cái à, giải thích những câu hỏi trên Dr. Win Tran fan club. Tôi nhắc lại quý vị nào đặt câu hỏi vào đây. À, chúng ta có 21.000 thành viên à, những người mà có thể nó là fan ruột của tôi. À, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống về sống khỏe. Và trong đây à, có một cái chủ đề là đặt câu hỏi để giải thích bệnh với bác sĩ Win Trần. Quý vị lấy số thứ tự hiện tại bây giờ là hình như là hai ngàn tư mấy cho tới hai ngàn rưỡi rồi à, thành trong quý vị có thể lấy đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời câu hỏi số hai ngàn ba trăm mười một bác sĩ ơi cho tôi hỏi là tôi năm mươi bảy tuổi lúc nào cũng trong cái trạng thái là nhức ở vùng ẩn đường trên lông mày ở xung quanh vùng trán thì hai bên vùng thái dương rất đau có cảm giác nặng nề lúc nào cũng um, chụp xuống mắt và sợ ánh sáng tôi bị 3 năm nay đi khám nhiều chuyên khoa tại Việt Nam à, thần kinh tai mũi họng được không tìm ra bệnh xin bác sĩ cho lời khuyên là gì thường thường khi những cái câu hỏi về đau nhức ở trên cái vùng này cũng như một bên rồi sao bị ảnh hưởng của ánh sáng âm thanh thì tôi nghĩ tới một cái bệnh gọi là bệnh migraine hay còn gọi là nhức đầu thống thì cái bệnh này nó lạ như thế này là thường á, là quý vị sẽ bị những cái yếu tố mà nó thật là không có nghĩ ra. Ví dụ như là à, âm thanh ánh sáng cũng bị khiến bị nhức đầu cãi lộn với người yêu cũng bị nhức đầu à, làm ăn buồn chán cũng bị nhức đầu nói chung là nhiều cái stress về cuộc sống nó cũng khiến chúng ta bị nhức đầu thì cái migraine là một trong những bệnh mà à, tôi có nói trên youtube cũng như cũng nhiều trên trên facebook luôn nhưng mà cái cách chữa đơn giản là quan trọng nhất luôn không phải là, là chúng ta tìm ra cái trigger là cái những cái tác nhân gây ra bệnh Tại vì cái tác nhân đó nó sẽ tại vì cái cơn nhức đầu này sẽ qua. Nhưng mà nếu mà quý vị không có xử lý nó tới nơi tới chốn, quý vị sẽ cứ bị lặp đi lặp lại hoài. Và mỗi lần quý vị thấy stress hoặc là sắp tới kỳ kinh hoặc là à, sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi sắp tới ngày phải à, làm những cái việc mà chúng ta hồi hộp, chúng ta lo âu, chúng ta dễ bị stress và chúng ta bị nhức đầu. Thì đây là những cái à, chuyện mà quý vị cần phải xử lý trước khi mà chữa cái bệnh nhức đầu. Thì bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ thần kinh à, Hay còn gọi là neurologist Quý vị có thể gặp bác sĩ chuyên khoa này à, Và bác sĩ này có thể sẽ cho quý vị uống thuốc Thì bây giờ thuốc chữa nhức đầu thống Hay còn gọi là migraine Nó khá là hiệu quả Và thậm chí một số quý vị có thể chích Botox để bớt nhức đầu Quý vị nghe tôi nói lại Chích Botox để bớt nhức đầu à, Nó có nhiều cái cách mà quý vị thấy nó thú vị không chúng ta có thể dùng cái chất botox mà làm đẹp để chữa nhức đầu. khi quý vị gặp bác sĩ quý vị nhớ um, nói về cái triệu chứng của mình và cái quan trọng nhất của bệnh migraine mà quý vị không có nói ở đây là tập thể dục. Tập thể dục là một trong những cái động tác những cái cách mà giúp máu huyết lưu thông trên não chúng ta, giúp chúng ta bớt bị nhức đầu, giúp chúng ta mệt mỏi nó biến đi và giúp chúng ta dễ um, đối phó với những cái stress thường thường tối thật nha nếu mà quý vị nào mà ít có tập thể dục rất là dễ bị nhức đầu mà quý vị nào tập thể dục thường xuyên quý vị sẽ thấy là ít khi quý vị nhức đầu là tại vì máu huyết nó lưu thông lên não thường xuyên mỗi lần chúng ta chạy chúng ta phải bơm máu lên là chúng ta thấy mồ hôi đổ ra nhiều thứ thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta giúp cho tuần hoàn máu lên não chúng ta tốt hơn câu hỏi 2000 312 bác sĩ tôi về khu được 8 năm nay thời gian này thỉnh thoảng là nửa đêm bị chóng mặt và kèm theo đổ mồ hôi ức ừ cả đầu và sau thì nô mỏi và đây là những cái triệu chứng rất là nguy hiểm quý vị kiểm tra tim động mạch đều tốt và không bị cao huyết áp và không bị tiểu đường nguyên nhân chóng mặt buồn nôn có thể là từ nguyên nhân hay bệnh lý nào khác hay không tôi có nói nhiều về à, chóng mặt nhức đầu nhưng mà tôi nhắc lại khi mà chúng ta chóng mặt nhức đầu buồn ôn buồn nôn và nếu mà chúng ta xét nghiệm về tim bình thường xét nghiệm về não bình thường xét nghiệm về thì chúng ta nghĩ tới một cái gọi là chống mặt do thay đổi vị trí thì chóng mặt do thay đổi vị trí là gì là trong não giữa cái phần bên trong tay trong chúng ta và não chúng ta có những cái gọi là những cái hạt cát li ti nó hạt cát thì cũng đúng nhưng mà những, gọi là những cái cilia là những cái mà nó cử động khi mà chúng ta thay đổi vị trí tôi có nói cái này nhiều lắm rồi mà tôi tôi sẽ đọc lại một lần nữa là khi mà quý vị thay đổi vị trí ban đêm quý vị lăn qua lăn lại đó, thì đôi khi á, quý vị lăn qua rồi nhưng mà cái giống như nó hơi cũ nó hơi kẹt nó không có thay đổi nó không có lăn theo thành ra nó gửi cái tín hiệu tới não chúng ta là chúng ta vẫn đang nằm ở cái vị trí đó trong khi mắt chúng ta đã nhìn vào vị trí bên trái rồi có nghĩa là tín hiệu từ mắt và tín hiệu từ cảm biến không có giống nhau cuối cùng nó lộn xộn chúng ta dễ bị đầu chóng mặt thì đó là một trong những cái gọi là căn bệnh có thể là rất là hay gặp của người lớn tuổi và cái cách chữa tốt nhất của những bệnh này là chúng ta phải gặp bác sĩ thần kinh bác sĩ tim mạch trước để xem là chúng ta có bị đột quỵ hay không chúng ta có bị những cái bệnh nguy hiểm hay không nếu như mà sau khi gặp bác sĩ mà không còn bệnh gì hết thì chúng ta sẽ tập vật lý trị liệu thay đổi vị trí để từ từ cái đó những cái hạt cát hay những cái sợi đó nó hiểu chúng ta di chuyển thì bằng cách đó chúng ta sẽ bớt đau trong mặt. Quý vị nhớ gặp lại bác sĩ thần kinh để xem quý vị nha à, Bác sĩ ơi tôi 54 tuổi lắc vòng hàng ngày khoảng 15 phút Wow! À, từ nhiều năm nay thì vừa nghe được thông tin có một thầy yoga bảo rằng lắc vòng sẽ bị đau cột sống Điều này có đúng không? <laughs> thường là những thông tin như thế này nó nguy hiểm là những thông tin nó thật là nửa mùa Nửa mùa làm sao? Tại vì với người trẻ lắc vòng bình thường Nhưng mà với người mà có vấn đề tổn thương về thần kinh thì dĩ nhiên là là không tốt. thành ra cái case quý vị là phải tìm mỗi người. nếu như quý vị là đã khỏe mạnh và lắc vòng hàng ngày 15 phút từ nhiều năm nay thì tôi không nghĩ là sẽ là vấn đề. nhưng mà để chắc ăn hơn quý vị sẽ làm hai thứ. thứ nhất là kiểm tra mật độ loãng xương. thứ nhì là chụp hình à, cột sống lưng. bằng cách đó quý vị sẽ không phải lo về những vấn đề này quý vị nhé. Ở tóm lại là chúng ta đôi khi à, <laughs> những người hay nhắc nhở là thầy yoga và thầy này thầy nọ họ nói cũng có cái lý nhưng mà nói kiểu như hù dọa nhiều hơn mỗi case là đều khác nhau hết tôi nói với quý vị nghe là quý vị nghe người ta này người này nói người ta nói nhưng thật sự người ta không bao giờ nói hết hết trơn. tôi nói ví dụ nha à, à, tôi bị ung thư rồi tôi uống này tôi hết nhưng thật sự quý vị có biết là họ chắc bị ung thư không đó hoặc là ung thư mà ung thư rất là nhẹ giai đoạn một mà họ nói ồ tùm lum hết chân nhưng mà sau đó họ mổ rồi cái hết cái họ nói là tại vì họ uống cái này tôi gặp tôi biết một vài trường hợp như vậy mà tôi cũng không có nói gì thêm tại vì thông tin cá nhân của mỗi người chúng ta không bao giờ nói nhưng mà mỗi người là giống như là mỗi gia đình đều có những cái hoàn cảnh mà chúng ta không thấy được thành ra tôi ít khi nào đưa ra những cái lời khuyên chung chung ví dụ như lắc vòng ảnh hưởng tới lưng tại vì cái đó nó thật là là không nên tại vì với người trẻ và và nhiều người họ lắc vòng mấy chục năm nay thậm chí có những người tôi biết bảy tám chục tuổi vẫn lắc vòng không có sao hết bác sĩ à, tôi 48 tuổi tại Canada có bệnh viêm son viêm gan bao tử là có thêm HP à, đang chữa trị à, bác sĩ cho hỏi là khi đi thử máu hoặc là vào bệnh viện để truyền dịch thì y tá và nhân viên xét nghiệm đều phải đó là rất khó tìm cái ven của mình thì họ làm tới hai ba lần thì mới thực hiện xong họ nói ven của tôi bị nhỏ quá tôi có bệnh thiếu sắt năm ngoái tôi phải vào bệnh viện truyền sắt hai lần thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa về máu nói là vài năm nữa nếu máu của tôi không cải thiện thì sẽ hết máu à, điều đó có đúng như vậy không bác sĩ bác sĩ cho tôi hỏi là ven của tôi có bị như vậy là có phải là bệnh gì hay không à, nếu có bệnh gì thì nguy hiểm không thường thường cái ven là cái tĩnh mạch là một trong những cái mà à, có thể nói là à, khó khăn à, với nhiều quý vị nhất là người châu á tại sao mạch máu nhỏ người nhỏ con có thêm gọi là cái thể trạng lại nhỏ nữa ví dụ như là những cái những cái người mà mình hạt xương mai mà em đi trong gió mà gió thổi bay em khi mà em qua cầu hoặc là những cái bài hát như vậy là tôi đoán là cái cô này cái ven nó nhỏ xíu à. thật sự là như vậy tại vì khi cánh tay nó nhỏ quá cái ven nó sẽ nhỏ không có sao hết quý vị sao hỏi tôi là bác sĩ Quỳnh nếu mà những cái cô những cái người mà ven nhỏ quá thì khi vào bệnh viện lỡ phải cấp cứu thì sao no problem quý vị biết chúng tôi làm nhiều chúng tôi đặt vô cái gọi là tĩnh mạch chính central vein ngay hiền ở đây có cái ven bự lắm nó bằng ngón tay cái như thế này, nhưng mà chúng ta phải dùng máy siêu âm và thường là khi mà hồi xưa lúc mà những cái lúc mà tôi trực hoặc là khi mà cần thiết tôi đặt cái đó là thường là tôi phải dùng máy siêu âm siêu âm tôi scan vô rồi đặt nó vô với những trường hợp khẩn cấp là chúng ta làm cái đó để mà chúng ta lấy access khi mà cấp cứu người bệnh thật sự là cái người bác sĩ và người không người không bác sĩ quý vị thấy nó khác nhau nhiều lắm tôi đã từng uh, quan sát thêm một số ca mà dĩ nhiên tôi sẽ can thiệp vô nhưng mà ở trong bệnh viện là ở ngoài là những trường hợp người ta bị cold blue là người ta bị có thể nói là ngưng tim thở ở thời điểm đó à, quý vị đọc cuốn sách ICU của tôi tôi có kể về nhiều tình huống cold blue nhưng mà những cái tình huống không lưu nó thật chứ quý vị là những tình huống mà buồn nhất tại vì 95% tôi nhắc là 95% ca khi mà không là họ sẽ chết mà 5% còn lại nếu mà chúng tôi kéo lại chúng ta cứu được bệnh nhân đi chăng nữa thì họ sẽ chết phân phần nữa trong vòng một năm tới tại vì nó phải có lý do khiến mà cơ thể chúng ta không luôn là tim phổi ngưng hoàn toàn trở lại các cái câu chuyện cái van câu này thì không có sao đâu cô, nếu mà trong trường hợp cô phải thiếu máu hoặc chúng ta phải làm gì, cô vào cấp cứu chúng ta có cách để chúng ta can thiệp và đưa vào cái đường tĩnh mạch trung tâm còn gọi là central vein. Thì cái đường này là nếu quý vị mà bị nặng hơn có thể đi theo cái đường cài theo đường này và đặt một cái dây đi thẳng vào tĩnh mạch trung tâm. Có tóm lại là có cách hết, chỉ có điều là um, nó nó sẽ không phải là vấn đề chính nếu mà chúng ta uh, quá lo quý vị nha bây giờ à, cái câu hỏi quý vị là à, yeah, dạ, thiếu máu tôi không nghĩ là quý vị hết máu à, nói cái câu chuyện máu nó có một cái chuyện vui lắm là quý vị cũng biết cái tỷ lệ hồng cầu trong máu chúng ta là một cái tỷ lệ nhất định tôi nói hay gọi là hemoglobin thì thường là ở người nam là trên 13 nữ là trên 12 Và khi mà chúng ta dưới 10 chúng ta bắt đầu thấy chóng mặt rồi khoảng chừng chính cho đây là thấy mặt thấy giống như là bầu trời rung chuyển ta vì thiếu máu khi mà chỉ số hemoglobin thấp dưới 7 á, quý vị cần phải truyền máu nhưng mà có những trường hợp tôi đã gặp bệnh nhân chỉ có 5 thôi tôi nhắc lại nha chỉ số, chỉ số hemoglobin chỉ có 5 thôi oh my god nghe là như là mặt, mặt, họ tái mét trắng bệt luôn nhưng mà họ vẫn khỏe quý vị biết tại sao tại vì họ đã bị thiếu máu truyền miên rồi thành ra cơ thể của họ hiệu quả tới mức mà giống như là họ họ tận dụng từng cái hồng cầu để chở oxy vậy đó hay vì chúng ta có nhiều hồng cầu quá chúng ta xài phí cùng với người bệnh nhân này giống như là tận dụng từng cái giọt máu để chờ oxy mà họ quen với cái việc thiếu máu thiếu oxy truyền miên thành cuối cùng có một số người mà với những bệnh nhân đó mà chúng ta thấy gì chúng ta đe họ chúng ta truyền máu liền á có khi, có khi chúng ta hại họ nó có một cái nghiên cứu thú vị lắm là với những bệnh nhân mà bị thấp dưới chỉ số 7 là những chỉ số hồng cầu hemoglobin dưới 7 tôi nhắc lại nha chỉ số bình thường là trên 13 với nam và trên 12 với nữ thì khi mà chúng ta truyền máu chúng ta truyền chút xíu thôi nhưng chúng ta giúp họ qua cái thời quý vị mà truyền phải chừng 2 lít đó, họ sẽ bị sưng phù phổi và có thể tử vong quý vị thấy không có nghĩa là với cái người mà thiếu truyền miên rồi khi mà chúng ta cho họ chút xíu cho vừa phải thôi cho nhiều quá họ bị như họ bị thừa, họ bị nghẹn. Tôi, tôi thấy cái đó cũng thú vị. Tại vì với những người mà họ thiếu cái gì đó cũng giống như thiếu tình thương đi. À, họ biết là một ngày đó chúng ta cho quá nhiều tình tình thương thì họ có bị thừa múa hay không, họ có bị sốc hay không. Maybe, tôi không biết. Cái đó nghiên cứu không có chỉ ra. Nhưng mà trong truyền máu là như vậy. Chúng ta không có truyền máu quá nhiều với những người bị thiếu máu, thiếu máu truyền miền, quý vị nha. 2315 à, Bác sĩ ơi! gần đây em có nghe nói về cách ăn gián đoạn để giảm cân bác sĩ nghĩ là có thật sự tốt về khoa học hay không à, tôi có nói nhiều rồi nó gọi là intermittent fasting câu trả lời ngắn gọn là yes nó có những cái bằng chứng khoa học trong đó nhưng mà quý vị cần phải biết là nó có hợp với mình hay không à, tại vì cơ thể chúng ta mỗi người cái cơ địa nó khác nhau quý vị ăn vào quý vị hấp thụ khác với tôi à, hai người cùng ăn một tô phở xe lửa nhưng mà chưa chắc là quý vị sẽ mập hơn cái người kia hoặc là ốm hơn cái người kia là tại vì cái người kia có thể ăn một phần trăm phở xe lửa nhưng mà hấp thụ chỉ có một phần trăm nó ra hết quý vị ăn tô phở xe hơi thôi hoặc là ăn tô phở xe đạp nhỏ xíu mà xe lửa bự xe đạp nhỏ xe hơi nhỏ ở giữa đúng không nhưng muốn vị ăn tô phở xe đạp nhưng mà quý vị hấp thụ năm chục phần trăm dĩ nhiên là cái calorie nó nhiều hơn là một người ăn tô phở xe lửa mà chỉ có hấp thụ một phần trăm quý vị thấy cái sự khác biệt không? và cái này thì nó tùy thuộc vào cái gen, tùy thuộc vào tuổi tác, tùy thuộc vào văn hóa, tùy thuộc vào bệnh mãn tính. tại vì chúng ta càng trẻ thì chúng ta càng đi cầu nhanh hơn, chúng ta hấp thụ ít hơn. chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta đi cầu lâu hơn, chúng ta hấp thụ ra nhiều hơn. Và trả lời ngắn gọn là yes, cái, những cái phương pháp này có thể là hiệu quả. quý vị cần phải nói chuyện với bác sĩ hoặc là chuyên viên dinh dưỡng của mình xem cách này có hiệu quả hay không. 23 16 bác sĩ ơi tôi năm 33 tuổi 1m62 54 kg à, có hai con thì à, thường có những cái triệu chứng là hoa mắt chóng đầu trong vài giây khi đứng lên ăn đầy đủ đúng bữa nhưng mà cứ chuẩn bị tới giờ ăn sáng hoặc trưa là nhanh đói thì các triệu chứng kia lại xuất hiện là hoa mắt chóng đầu à, theo bác sĩ tình trạng này có đáng ngại không mà đi khám để thiên về vấn đề gì câu trả lời là yes là đáng ngại chứ tại vì tôi nghĩ tới ba thứ thiếu đường thiếu máu và thiếu tập thể dục đây là ba cái mà có thể nó gần dẫn tới cho quý vị bị chóng mặt khi đứng lên khi mà quý vị bị à, chóng mặt thường xuyên tôi nói ví dụ một trong những cái đơn giản nhất khi mà chóng mặt khi mà chúng ta làm việc hay cái gì là chúng ta cần phải làm từ từ chúng ta không thể đứng lên một cái đột ngột được tại vì có thể khiến chúng ta bị thiếu máu chúng ta bị thiếu đường và thiếu tập thể dục Đó. xét nghiệm máu coi là mình có thiếu những cái này hay không 2316 hai quý vị này đặt câu hỏi giống nhau quý vị nhớ đặt câu hỏi đúng theo số thứ tự nha tại vì như vậy thì không có công bằng với người khác 62 tuổi bị lõng xương nặng và bác sĩ ở Việt Nam cho truyền thức lõng xương là Aclasta 70 một năm một lần đây là một cái loại thuốc mà kích thích tái tạo xương thì được 10 tháng rồi bây giờ thông qua bác và Mỹ thì bác sĩ cho uống cho đo lại và điều trị là Alendronate một tuần một lần như vậy thì trong thời gian tôi ở Mỹ 6 tháng tôi uống Alendrone và về Việt Nam truyền lại à, Atlasta có được hay không? Cái câu hỏi đầu tiên của tôi là tôi đoán là cái mật độ lỏng xương của quý vị rất là thấp thành ra họ mới truyền cái loại mà à, dung dịch mà có cái chất, cái thuốc để mà làm xương chúng ta chắc hơn. Thì câu trả lời ngắn là yes, quý vị vẫn có thể làm cách này nhưng mà đầu tiên nhất quý vị cần phải hỏi bác sĩ của mình là bác sĩ bên Mỹ luôn là cái chỉ số DEXA của tôi là như vậy thì tôi nên dùng cái gì mà quý vị nhớ là chúng ta chữa bệnh lõ xương chữa vào nhiều yếu tố chứ không phải là ai lõ xương ra cũng đè xuống chích hoặc là truyền dịch tại vì mỗi cái độ lõ xương kết hợp với cái bệnh sự của mỗi người chúng ta có cái cách chữa khác nhau à, bác sĩ ơi tôi 25 tuổi ở trên đốt ngón tay á và ngón chân có xuất hiện các hạt nhỏ li ti rất là ngứa sau khi vỡ ra thì tạo thành các vết sần khô xem à, video 189 về viêm da cơ địa và sử dụng kem bôi là trichinol thì sau khi sử dụng thì hiệu quả khá tốt nhưng mà bệnh thì vẫn tái phát sau vài tuần gần đây bệnh thì có xu hướng nặng hơn à, các mụn nước thì không còn mất hoàn toàn sau khi bôi thuốc nữa nhưng mà ngừng thuốc sẽ lập tức bị ngứa thường thường với những trường hợp như thế này cái cách mà tôi làm cũng việc phải xét nghiệm lại xem mình có bị những cái dạng virus về mụn dợp hay còn là herpes hay không thì herpes hoặc là những bệnh liên quan tới hấp thụ chẳng hạn như là celiac disease nó tóm lại là khi mà chúng ta da chúng ta nổi những cái mẩn những cái hộp nước những cái gọi là những cái ban nhỏ mà nó vỡ ra đó là những cái dấu hiệu có thể ảnh hưởng tới những cái nhiễm trùng virus mạng tính thì có một cái con virus là HSV hay là Happy Simplex Virus Type 1 một cái họ bà con với con zoster là cái bệnh mà tôi hay nhắc nói chuyện rất là nhiều lần là bệnh giờ leo nhưng mà một cái họ thôi quý vị nhé thì đây là những cái bệnh mà có thể ảnh hưởng khiến cho quý vị bị tá đi tá lại nhiều lần tôi đề nghị quý vị gặp lại bác sĩ chuyên khoa da liễu và xem mình có bị cái đó hay không và cái cách chữa là quý vị uống thuốc kháng virus trong một thời gian để ức chế cái mật độ virus bác sĩ tôi 55 tuổi là có tiền sử là bệnh rối loạn tuyên đình à, bệnh thường tái phát là một tháng một lần chóng mặt nhức đầu và ói liên tục lúc nãy tôi có nói về rối loạn tuyên đình thay đổi vị trí sơ sơ ở đây à, bác sĩ mình cho hỏi là thuốc than tanganil sử dụng trong trường à, lâu dài thì có nguy hiểm hay không và mong bác sĩ hướng dẫn cái cách chữa tôi có nói nhiều về rối loạn tiền đình à, và cũng có nói nhiều về cái cách mà chúng ta chữa thuốc thì thanganil là một trong những cái loại thuốc mà nó kết hợp để chữa um, nhức đầu chóng mặt thì đây là một cái loại thuốc mà dùng để chữa về tâm lý à, về những cái bệnh khác và quý vị về dùng lâu dài thật lòng mà nói thì uh, tôi có những cái tác dụng phụ khá là nguy hiểm. thành ra uh, tôi ít dùng những cái thuốc này nếu mà không cần thiết. một trong những cái tác dụng phụ nguy hiểm của những thuốc này là nó sẽ khiến cho quý vị bị chóng mặt thêm hoặc là quý vị bị nhức đầu và một trong những cái điểm cơ bản nhất ấy là ói mửa giống thật như là bệnh rối loạn tiền đình đó. đôi khi quý vị cảm thấy bị À, đau bầu tử thường á, là quý vị sẽ gặp những cái bệnh như thế này quý vị sẽ hỏi bác sĩ là mình đi tập vật lý trị liệu được hay không hoặc là mình dùng vật lý trị liệu hoặc thể dục để chữa bớt rối loạn tiền đình được hay không tôi có hướng dẫn những cái bài tập chữa khá là hiệu quả và một số bệnh nhân à, có dùng thử hoặc là có thử tập những bài tập này quý vị sẽ thấy bài tập số 331 trên kênh YouTube của bác sĩ Quỳnh tôi có nói về bệnh luôn chóng mặt luôn video 156 mà nói ngắn gọn đây là một cái loại thuốc về tâm lý và tâm thần và tôi sẽ hạn chế dùng lâu dài à, 2100 2319 à, bác sĩ trong cuốn từ kiến trúc sư thành bác sĩ bác sĩ kể về một số lần thiếu ngủ và bận rộn xin hỏi bác sĩ là mỗi lần như thế thì bác sĩ có cơ hội có cách nào để phục hồi lại giấc ngủ hay không tại vì nợ giấc ngủ là món nợ khó trả mà ngủ buộc thì cũng không thể đủ à, câu hỏi này rất là hay tại vì tôi nói thật là tới bây giờ tôi vẫn chưa có trả nợ được giấc ngủ của tôi những cái năm tháng mà đi khoa rồi những cái um, năm tháng vất vả để um, học thi thành ra bây giờ thì uh, chưa Tôi vẫn chưa có trả hết cái nợ của giấc ngủ của mình chỉ hy vọng là một ngày đó sẽ có cơ hội để mà trả được nhưng mà tốt thật chúng ta sống rồi trả hết tại vì khi mà chúng ta trả một phần bữa nay á, là chúng ta trả nợ giấc ngủ ngày hôm nay mà thôi còn những cái giấc ngủ mà thiếu nợ hồi xưa á, là nó đã tàn phá quý vị nè quý vị nhìn những cái nếp nhăn trên da mặt những cái những cái mệt mỏi đó nó làm chúng ta cái đó chúng ta khó mà trả được cái nợ giấc ngủ nó cũng giống như là cái dạng nợ ân tình ở trên đời này nhưng khi chúng ta làm ai đã tổn thương Cho dù chúng ta xin lỗi Chúng ta không có làm sai nữa Nhưng mà Những cái tổn thương đó sẽ khó mà phai được Thì quý vị nhớ lại cái giấc ngủ là như vậy Thành ra nhớ ngủ đầy đủ quý vị nhé 2320 Bác sĩ ơi um, hôm trước có phải là do ăn Do không ăn dầu mỡ Mới bị bón hay không Mà dầu ô liu Thấy ruột ít bị bón tôi không hiểu con bác sĩ hôm trước có phải do không ăn dầu mỡ bị bón hay ăn mè dầu ô liu thấy ruột ít bón tôi không biết quý vị đặt câu hỏi này cách đây 4 năm do leo xuống cầu thang mà dọn nhà từ đó mỗi lần lên xuống là đứng phải chống tay xương đầu có kêu kẹo kẹt có tập thêm phương pháp của bác sĩ à, tôi không chắc quý vị hỏi câu hỏi là gì đây một số quý vị đặt câu hỏi à, tôi đề nghị quý vị đặt ngắn gọn lại và, và và một câu rất là đơn giản cái đó là cái gì là bệnh là cái gì? Tại vì như quý vị, à, tôi không biết vì lý do tiếng Việt hoặc là gõ chữ như thế nào, tôi không hiểu cái câu hỏi này lắm. Um, OK, tôi không hiểu, tôi không có trả lời được quý vị nhé. À, 2321 bác sĩ, tôi có nghe nói là vitamin K2 mới hỗ trợ hấp thu, um, hấp thu vitamin D1, vitamin K1 chỉ hỗ trợ đông máu có đúng không ạ? À? Nếu chị uống sữa vitamin D hoặc sữa à D và K1 thì cơ thể hấp thu canxi tốt hay không? đây là một cái dạng mà làm cho quý vị rối đây là một cách quảng cáo về thực phẩm chức năng kêu k1 k2 d1 d2 hỏi kỹ hơn họ không biết đâu <laughs> đó tôi thật nhiều khi thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp những câu chuyện thú vị là oh, k1 k2 tôi hỏi k1 là cái gì họ đứng ra họ không biết là cái vitamin k1 là cái gì trong khi ok so bây giờ vitamin d1 là cái gì à quý vị thấy không thành ra những cái mà quý vị cần phải hỏi họ kỹ hơn để tôi nhắc lại nha K1 là cái dạng tiền vitamin của vitamin K đó vitamin D có những chúng đặt tên là cái tiền có nghĩa là trước khi nó thành cái đó thường là đặt tiền như vậy nha và cái K1 á, là chủ yếu là trong rau cải ok và cái K2 á, là thường là tổng hợp bằng vi khuẩn đó và cái này là thường thường quý vị sẽ ăn những cái như ví dụ yogurt những cái chất mà nó có nhiều cái vi khuẩn lên men chẳng hạn nó tóm lại K1 K2 không phải là vitamin K mà là cái tiền chất của vitamin K đó nhiều khi quý vị nói chuyện phải hỏi mấy ông đó rồi có mấy ông đó không biết là <laughs> tôi thỉnh thoảng tôi cũng hay giống như là gặp những câu hỏi rất là thú vị ở về những cái vitamin hay vậy. Yeah, tôi hỏi OK tôi hỏi ngược lại là gì thì họ biết cũng giống như là stem cell oh stem cell và dùng để chữa ung thư Thế tôi hỏi là what kind of stem cell là stem cell loại nào uh, uh, stem cell thì làm stem cell no stem cell có nhiều loại stem cell cuốn rốn nè stem cell từ tế bào máu nè stem cell tế bào mỡ stem cell loại nào cái họ im có nghĩa là chính họ không biết họ đang nói cái gì Này cái này là nguy hiểm lắm quý vị cần phải nói với họ phải kỹ hơn là k1 hay k2 đó, tôi nhớ là k9 là cái chó huấn luyện tôi có <laughs> nói chung là quý vị phải nhớ cái cho tôi ha nhắc lại cái vụ vitamin K để quý vị nhớ là ăn uống, à, tôi có nói về vitamin K ngắn thôi nhưng mà chắc tôi sẽ làm lại cái video về vitamin K một lần nữa um, kèm với lại những cái chung về thấp canxi rồi magnesium để quý vị có thể nghe kỹ hơn. Tại vì cái khó ở đây, um, để tôi xem thử cái này coi của sao nói, ấy tôi nói chuyện tôi quên chỉnh cái này. cái khó của vitamin K quý vị biết gì không là khi mà quý vị uống thuốc loãng máu cái thuốc tên là Coumadin hoặc còn là Warfarin quý vị phải cẩn thận tại vì những cái chất này nó có tương tác khiến cho thuốc nó không có hiệu quả hoặc là chúng ta dễ chảy máu hơn tôi có nói nhiều về cái cái thuốc loãng máu quý vị xem là cái video đó ok rồi bây giờ à, câu hỏi trăm hai 2322 à, để xem bác sĩ ơi xin nói về bệnh tự kỷ lý do dẫn đến bệnh tự kỷ à tôi có nói nhiều về bệnh tự kỷ rồi nhưng mà lý do là chúng ta chưa có biết chính xác tại vì mà ngày nay tôi dùng cái từ hội cái gọi là phổ tự kỷ như quý vị là autism spectrum tại vì tôi không có muốn dùng cái bệnh tại vì tự kỷ ngày hôm nay là một cái phổ có nghĩa là nó bệnh từ nhẹ cho tới nặng và phần lớn là nằm ở cái, cái, cái thể nhẹ chứ không phải thể nặng và cái lý do nó có nhiều lý do gen nè môi trường nè cha mẹ hút thuốc nè bị stress nè rồi bla 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 nhiều nhiều lắm thành ra không có một lý do rõ ràng tại sao và bây giờ á cái xuống bây giờ là chúng ta chuẩn chúng ta chuẩn đoán tự kỹ nhiều hơn hồi xưa là tại vì chúng ta có nhiều cái công cụ hơn chúng ta quan tâm tới bệnh này hơn nó một cách ngắn gọn là khoảng chừng trong vòng 50 người tại Hoa Kỳ hoặc tại còn trẻ em đó nha thì có khoảng chừng một bé bị tự kỷ quý vị thấy rằng nó 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 nhiều đến như vậy có nghĩa là quý vị đi vào một lớp học đó, là quý vị chắc chắn là có một hai bé bị tự kỷ nói như vậy để quý vị thấy rằng là bệnh tự kỷ là một cái phổ tự kỷ cho bệnh tự kỷ là một phổ tự kỷ là một trong những cái mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn tới con em chúng ta ngày hôm nay quý vị xem lại những cái video của tôi về tự kỷ nhé um, 2323 bác sĩ ơi có phải yếu tố di truyền làm tăng khả năng bị sẹo thăm hay không absolutely đây là một trong câu hỏi mà tôi thấy thú vị nhất tại vì tôi có nói nhiều về sẹo nhưng mà để tôi giải thích tí xíu hơn về sẹo ở góc độ gọi là tế bào học cho quý vị khi mà chúng ta có một cái tổn thương ấy, thì cơ thể chúng ta gửi những cái tế bào gửi những cái tín hiệu tới cái vùng mà giống như là cái nhà chúng ta bị cháy thì chúng ta gửi thợ tới chúng ta xây lại đúng không sẹo á, là chúng ta xây lại nhưng mà xin lỗi nhưng nó không có đẹp như hồi xưa đâu ví dụ đẹp cỡ nào cái độ chắc của không bằng mà khổ một cái là chúng ta dùng vật liệu tốt nhất tới chăng nữa cũng không có hợp với cái màu sơn của hồi xưa quý vị nào có cái nhà cũ hoặc là có cái nhà tốt mà tự nhiên nó bị cháy miếng quý vị xây lại quý vị thấy không là cái phần mới đó nó khó mà hợp với cái phần cũ mặc dù quý vị dùng một cái loại vật liệu chỉ đơn giản là tại vì cái mới này nó sẽ không bao giờ là cái vật liệu hồ xưa, đó. thành ra cái gene là một trong những yếu tố mà cái gene là gì? Gene là khi mà chúng ta nói về cái khả năng viêm sưng cũng giống như là phản ứng của cơ thể để tạo ra những cái uh, collagen nào, những cái fibroblast nè, những cái interleukin, những cái chất mà chúng ta xây lại cái chỗ đó thì chúng ta um, sẽ có những cái rủi ro cao hơn nếu mà di truyền gene chúng ta bị ảnh hưởng nó tóm lại là thẹo quý vị à, nếu mà di truyền cha mẹ anh chị em bị thẹo nhiều thì khả năng chúng ta bị thẹo cũng sẽ nhiều hơn à, bác sĩ ơi xin hỏi là bé bị lát mắt là một mắt bị hướng ra ngoài bình thường từ năm tới 2 tháng tuổi à, bác sĩ mắt thì kiểm tra nghi là hội chứng um, infantile esotropia và là can thiệp chỉnh mắt thì hỏi bác sĩ xem là cái hội chứng này à, can thiệp thì có nguy cơ gì hay không hay là để bé lớn lên rồi thì chúng ta mới can thiệp thì thật sự mà nói đây là một trong những cái dạng bệnh mắt di chuyển của bé mà thường thường là một trong hai mắt đấy thay vì chúng ta mắt kia nó chạy vào bên trong à, chúng ta thường thường á đôi khi quý vị nói chuyện với những người này chúng ta giống như là chúng ta nhìn vào mắt họ nhưng mà thật sự một cái mắt họ thì nó nhìn chỗ khác thì thường thường á là những cái um, cách mà chúng ta chữa là thường là phẫu thực giữa lúc mà nó còn bé hoặc là can thiệp lúc mà bé chưa có phát triển nhiều tại vì khổ một cái là khi mà chúng ta lớn ra rồi, rồi thì những cái cơ xung quanh mắt chúng ta lúc đó khó mà điều chỉnh lại uhm, những cái lý do mà quý vị có thể bị là thường thường là sinh thiếu tháng hoặc là bị ứ uh, bị não tủy hydrocephalus hoặc là bị động kinh hoặc là những à, bệnh mà liên quan tới cái quá trình phát triển của bé là câu hỏi này thật sự của quý vị nó hơi rộng nhưng mà à, với những cái hướng dẫn của Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ thì thường là họ khuyên là nếu quý vị cần phải can thiệp à, thì quý vị can thiệp sớm hơn à, tại vì thứ nhất là cái thể lực của bé, thứ hai nữa là cái tập cho mắt bé sau này lớn lên, đó, bé nhìn focus nó dễ hơn Bác sĩ ơi, à, chồng tôi chạy thận nhân tạo, vì vậy cho chồng tôi ăn uống như thế nào, một ngày ăn bao nhiêu gram thịt? À, cái này tôi có nói nhiều về dinh dưỡng. À, quý vị sẽ thấy rằng là ăn uống dành cho người chạy thận ở video của bác sĩ Quỳnh Trần trên YouTube sẽ thấy. Mà thật ra quý vị um, theo dõi bác sĩ Quỳnh một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng là hầu như không phải tất cả, hầu như câu hỏi quý vị là ít nhiều cũng được giải thích một phần. Tại vì tôi làm tới video bây giờ là 500 mấy cái video. À, nhiều lắm tôi không biết là sau này tôi làm tới một ngàn hay không nhưng mà tôi thiệt một ngàn video là tôi thấy tôi còn wow 500 là tôi thấy tự hào lắm rồi nhưng mà thật sự là nói như vậy để quý vị thấy rằng là tôi rất nói rất là nhiều à, về về chủ yếu là về bệnh về dinh dưỡng à, như vậy là câu hỏi đó quý vị xem video 133 chạy thận và ăn uống cho người bị bệnh thận như thế nào quý vị nha 2326 bác sĩ làm sao bác sĩ phân biệt được giúp à, canxi vô cơ và canxi hữu cơ à, cái loại nào hấp thụ tốt hơn và cái loại nào dễ gây bệnh thận hơn à cái đơn giản nhất là khi mà quý vị ăn uống canxi thì chúng ta gọi là organic chúng ta lấy từ đó là nó dễ hơn còn canxi hữu cơ là chúng ta lấy à, chúng ta ví dụ chúng ta uống canxi chẳng hạn thì đó là những cái cách mà tôi ít khuyên quý vị quý vị nên ăn uống hấp thụ canxi trực tiếp từ cái dinh dưỡng của mình. Tôi có nói nhiều về canxi um, hữu cơ, không canxi uống như thế nào rồi chúng ta sẽ thấy là quý vị khi mà chúng ta ăn uống chúng ta thiếu canxi chúng ta sẽ khiến bị ảnh hưởng với xương rồi những cái bệnh khác quý vị xem lại cái video nha. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ nói về um, câu hỏi số kế tiếp nữa. Hai để xem. 2327. Um, hi, Dr. Nguyen, whenever a patient turns 45, does it necessary to do colonoscopy? Um, Is there any test besides colonoscopy? Uh, is that the a stool kit at home? Is that accurate? Uh, so bây giờ tôi giải thích tí xíu và tôi dịch từ tiếng Việt là khi mà bệnh nhân 45 tuổi thì có cần thiết phải làm nội soi ruột hay không? À, có một cái câu hỏi khác mà tôi nhớ về canxi hữu cơ uh, là nhìn chung á là canxi hữu cơ hấp thụ cơ thể và cơ thể chúng ta tốt hơn. À, vì vậy là thường thường quý vị nếu mà ăn uống quý vị lấy từ cái canxi mà có đồ ăn có trong đồ ăn nó rất là dễ hấp thụ hơn hơn là chúng ta lấy ở trong cái dạng canxi vô cơ khi mà quý vị nhớ ra tiệm thuốc, quý vị có thể hỏi kỹ hơn là canxi hữu cơ hay là canxi vô cơ như thế nào nhưng mà thường thường cái cách mà tôi giải thích đơn giản nhất quý vị lấy canxi từ đầu ăn ra thì nó 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 cụ thể hơn nha. Bây giờ chúng ta nói về cái câu hỏi mà nội soi ruột. Tại vì á ruột là một trong những cơ quan mà chúng ta hoạt động từ lúc bé Nhà lúc chúng ta chết thật sự cơ quan nào chúng ta cũng hoạt động hết nhưng mà những cái nghiên cứu chỉ ra là nếu mà chúng ta nội soi chúng ta tìm thấy những cái polyp là những cái cục thịt chúng ta cắt nó hoặc là những cái khối ung thư chúng ta cắt nó chúng ta giảm cái rủi ro chúng ta ngăn ngừa ung thư ruột thì những cái nghiên cứu gần đây chỉ ra là bây giờ thay vì 50 tuổi thì một số người nếu mà có cái rủi ro về ung thư ruột họ có thể nội soi sớm hơn thì đây là có thể là một trong cách tốt nhất tại vì quý vị phải tưởng tượng đi quý vị muốn biết trong nhà với vị bên Mỹ để mua nhà đúng không mua nhà đầu tiên nhất quý vị làm gì là quý vị tới cái chỗ đó đi vô nhà coi cái nhà đó làm sao quý vị mới mua đúng không nhưng mà trước khi quý vị đi mua quý vị làm gì quý vị coi trên mạng coi trên Zalo coi trên Redfin coi thử cái hình ảnh nhà đó làm sao thì cái việc mà quý vị đi vô nhà nó coi ngước qua ngước lại coi điện nước sao gì đó đó là đi nội soi ruột ok còn quý vị ở nhà quý vị chỉ cần nhìn hình trên màn hình là cởi người xem hoa thì quý vị gọi là nội soi ruột mà cái kiểu mà virtual là chụp hình ruột tái tạo lại hình ảnh nó gọi là virtual colonoscopy và cái cách cuối cùng đơn giản nhất là quý vị thử máu ở trong phần để xem là trong cái đường ruột mình có vấn đề gì không thì trong ba cái loại test đó nội soi ruột trực tiếp nội soi bằng hình ảnh và xét nghiệm máu ở trong phân thì cái xét nghiệm máu trong phân là cái test mà nó dở nhất là tại sao là tại vì khi mà quý vị bị máu trong phân có nhiều lý do lý do đầu tiên nhất là bị trĩ chứ không phải là ung thư mà khổ một cái là nếu mà ung thư ruột đó, ở những giai đoạn đầu thì nó không có vỡ ra nó không có máu có nghĩa là quý vị Kết quả mà trong phân không có máu không có nghĩa là quý vị không có ung thư ruột. Thấy nghĩa nguy hiểm không? Mà nếu mà trong phân có máu không có nghĩa là quý vị bị ung thư ruột, tại vì có thể quý vị bị bệnh trĩ. Nó tóm lại cái test này nó vừa không có chính xác mà lại vừa không có cụ thể. Nhưng mà tại sao người ta thích cái test này? Là tại vì nó dễ làm quý vị chỉ việc xét nghiệm đưa một cái miếng phân lên thôi chứ chúng ta không có phải gây mê thì trong ba cái test đó, cái test khó làm nhất đó là cái test nội soi ruột mà bệnh nhân phải gây mê bác sĩ sẽ đút cái camera vô bên trong để coi thì giữa hai cái test đó cái test ở giữa là chúng ta chụp hình các lớp rồi máy vi tính tái tạo lại hình ảnh ruột để xem chúng ta có bị hay không thì đây là những cái giải thích về test tâm đường ruột để cho quý vị thấy um... rồi bây giờ câu hỏi nữa là um can you recommend medicine for bone density tablet thường thường là quý vị phải tùy vào cái độ lõng xương it depends on how bad or how severe osteoporosis a patient is and then depend on the, the degree of osteoporosis you have a different type of treatment plan thường tôi không có không có khuyên là dùng cái loại nào tại vì chúng ta không biết cái người bệnh đó bị lõng xương như thế nào À, bác sĩ ơi do gặp hoàn cảnh khó khăn đứa cháu cô muốn hiến thận để cứu người bác sĩ tư vấn là xem việc đó có ảnh hưởng sức khỏe như thế nào đây là câu hỏi rất là hay và câu hỏi này thật sự cũng làm cho tôi nhớ tới một cái công việc mà tôi đang cố gắng làm và tôi muốn chia sẻ với quý vị luôn là tại vì quý vị có thể hiến thận bình thường nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị à, tôi có quen tôi có biết một người là bác sĩ và cô ấy hiến thận của mình cho bệnh nhân À, quý vị đọc cuốn sách ICU, quý vị sẽ thấy rằng là Cái câu chuyện mà tôi biết về hiến thận là Nó, nó inspire, nó từ một trong những câu chuyện mà tôi gặp có thật của ngoài đời Thành ra hiến thận cho một người à, Mình vẫn có thể sống bình thường, sống khỏe mạnh với một quả thận, quý vị nha Và tôi à, đang làm việc với một cái nhóm thiện nguyện Để mà giúp đỡ hoặc là khuyến cáo mọi người à, Những ai cẩn thận hoặc là những ai hiến thận cho cộng đồng người Việt chúng ta để liên lạc match họ với nhau để hy vọng là cái người muốn cho thận lẫn cái người được nhận thận thì có cơ hội thì à, quý vị theo dõi cái chương trình mặt phi lợi nhuận của tôi qua tổ chức Việt đi à, tôi có nói về cái chủ đề này Ok là câu hỏi 2329 bác sĩ à, bệnh nhân 72 tuổi túi mật lắp đầy sản à, hơi bị đau rồi lại hết sinh học có nên cắt hay không chụp hình bác sĩ nói túi hết mật nếu mà túi mật mà lắp đầy sạn và nó tái đi tái lại hoài thì thường là cái khuyến cáo là sẽ nên cắt lý do là tại vì cái rủi ro bị viêm túi mật mà dẫn đến tắt ống mật và viêm túi dẫn tới những cái rối loạn khác bị sụt cân bị dinh dưỡng thì thường thường với cái bệnh như thế này thì bác sĩ sẽ khuyên với vị cắt nếu mà bị tái đi tái lại nhiều lần um, Bác sĩ ơi, mong bác sĩ nói bệnh bệnh bàn chân bạc ở trẻ nhỏ, phương pháp điều trị vật lý trị liệu và mang giày lót chỉnh hình thì có hiệu quả hay không? À, tôi có nói nhiều về bệnh này rất là nhiều bệnh bàn chân bạc hay còn là flat feet thì đây là một cái bệnh mà à, thường là xảy ra với trẻ và lớn lên với người lớn à, và quý vị có thể dùng vật lý trị liệu, mang giày, à, tập những cái cử động bàn chân theo thời gian thì sẽ giúp cho thường là giúp cho cái cơ và cái vùng xương chân nó tốt hơn và dẫn cho cái việc bị bẹt bằng chân không phải là cái cái vấn đề nữa cái quan trọng nhất của cái bệnh bẹt bằng chân này là quý vị phải xem cái mức độ nó bẹt như thế nào nếu mà bẹt vừa phải là cái độ nó bình thường thì quý vị có thể mang giày hỗ trợ còn nếu là quá nhiều quý vị có thể nhờ bác sĩ can thiệp và chỉnh lại để cho bằng chân của bé hay là của em nó sẽ tốt hơn quý vị nha rồi tôi lấy một một câu hỏi ở đây để xem Um, quý vị uh... Uh, bác sĩ lúc trước bác sĩ có đề cập về việc sẽ triển khai một cái app tổng hợp về các bệnh video đã làm và để giúp mọi người có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn vâng nhân viên chúng tôi vẫn đang làm cái dự án này tôi một lát tôi có cái cuộc hẹn với nhân viên uh, cuộc họp nhân viên tôi sẽ nhất định mang cái ý này tại vì thật sự cái ý này rất là thú vị tại vì quý vị cũng biết là Tôi nói nhiều lắm thành ra sẽ có một cái app trên điện thoại này Quý vị chỉ cần download về quý vị Bấm cái từ đó hoặc là cái bệnh đó Quý vị sẽ nghe tôi nói nó dễ hơn Quý vị sẽ google tìm cái đó Thì mong quý vị đợi thêm chút xíu nữa Để Không biết là bao lâu Nhưng mà đây là một trong những cái dự án Mà tôi nghĩ rất là thú vị để Giúp quý vị hiểu hơn về sức khỏe của mình à, Quý vị nha Uhm À, bác sĩ Nguyên ơi truyền máu trong khoa học thì bản tính của người đó có thay đổi không à, không có thay đổi quý vị nha nhiều quý vị nghĩ rằng chúng ta truyền máu chúng ta đổi no. máu nó sẽ không thay đổi không ảnh hưởng đến tính tính tình quý vị nha rồi bác sĩ ơi um, để xem thử những câu hỏi liên quan tới um... À, bác sĩ ơi, người bị suy thận cấp độ 5 thì ăn hạt bí đỏ có được hay không? À, thưa quý vị, quý vị phải nhớ là dinh dưỡng khi mà bị suy thận sẽ khác với người bình thường Câu trả lời ngắn gọn của tôi là với những người bị suy thận, bị chạy thận chẳng hạn họ vẫn có thể uống hay ăn đường chỉ có được cái lượng nó nhỏ hơn và quý vị hạn chế những cái protein phosphate Tôi có nói nhiều trong cái video số 133 về dinh dưỡng cho người suy thận thận quý vị nha Rồi, à, với cái à, câu trả lời đó hi vọng là quý vị Uh, có những cái uh, ngày nghỉ cuối tuần thú vị tại California, uh, một cái buổi tối yên lành tại Michigan và New York. Chúc quý vị ở Việt Nam một buổi sáng an lành. Uh, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình livestream lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về uh, dinh dưỡng. Uh, tại vì đây là chủ đề mà tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi quý vị và thật sự những cuốn sách trong phòng chờ 1 và 2 và cuốn sách kế tiếp cũng sẽ dành rất là nhiều thời gian về dinh dưỡng. Tại vì dinh dưỡng quý vị có biết không là một trong những cái cực kỳ quan trọng mà quý vị có thể thay đổi mỗi ngày để sức khỏe của mình nó tốt hơn quý vị nhé cảm ơn quý vị và nhớ là tôi không có quảng cáo không có bán cái gì hết quý vị đừng có bị lừa bởi những cái người đó quý vị nhé chúc quý vị một cái buổi tối yên lành cảm ơn quý vị